Kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh chị em đến với phòng thí nghiệm âm thanh Văn Lộc JVL Sound Lab, Văn Lộc Sound Lab. Ngày hôm nay thì em sẽ nói qua về cái home check kèn, tức là cái họng kèn của một số dòng loa mà các bác anh em đã từng trải nghiệm, từng dùng, từng biết, cũng như là sắp tới nhiều người có hỏi thì cũng anh em nào mà gọi là kỹ thuật viên nhé, hay là anh em gọi là mới vào nghề nhé, cũng biết một tí mà chém gió cho khách người ta nghe thấy thuyết phục và hiểu. Về cái họng kèn của loa, tiếng Anh hay là nôm na chuyên môn anh em mình hay gọi là ống dẫn sóng, hay gọi là họng định hướng. Tiếng Anh thì nó gọi là home check, hay gọi là home HF, tức là điều khiển tần số cao thì nó phải có một cái họng kèn tương tự như một số cái mẫu đây. Đây em có bày ra một vài cái mẫu hiện tại đang có sẵn, và sẽ có phần 2, phần 3 nữa của cái chủ đề là họng kèn loa nó như thế nào. Thì bây giờ như này, các cái dòng loa full ram cơ bản thì chúng ta sẽ có hai way, và hai way đó thì chúng ta sẽ có LF đầu vai, tức là của loa bass, và HF đầu vai, đó là cái home check kèn này. Đấy, thì đây các bác và anh em thấy thì em có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, cái này là cái này trùng nhau nhá, hai cái này trùng nhau. Đấy. Thì với một số dòng loa 25, 30, 40 hoặc là 20 thì họ sẽ công ty hoặc hãng nào đó thì họ sẽ nghiên cứu và đề xuất đưa ra đa số là cái home check kèn có góc phủ trái phải không vượt quá 75 độ. Không vượt quá 75 độ. Đấy. Còn một số dòng, ví dụ như cái loại này thì nó có home check kèn gốc mở lên đến là 90 độ. Đấy, như cái này nó cũng 90 độ này. Đấy, thực tế hết cỡ được 90 độ nhưng trừ 6 dB. Thường thường là 75 độ là trừ 3 dB. Đấy. Thì cái home check kèn này lại có định nghĩa như này nhá. Thực tế nó còn một số loại nữa nhưng em sẽ kể qua đây. Home check kèn có góc chết và không có góc chết. Có góc chết hoặc không có góc chết như nào? Ví dụ home check kèn họng vuông này thì là tại các điểm chéo này. Đấy, tại điểm chéo này. Đấy, hay những cái này. Tại các cái điểm chéo này. Đấy, thì gọi là điểm góc chết. Tức là âm thanh nó phóng ra nó đến đúng cái mép này và đúng cái mép này này. Đấy, mình nhìn cái họng kèn này, nó có cái góc điểm khuất như thế, gọi là có góc chết. Đấy, góc chết này mình đứng ở đúng cái điểm góc này này, mình nhìn lên này nghe gần như nó không rõ ràng. Nó không định hướng rõ ràng. Đấy. Nhưng mà với một số dòng này hay là cái thằng này thì lại không có góc chết. Đấy, tức là mình đứng các điểm góc này, mình từ uốn cong này, nó không bị kiểu như là cái tiếng thép nó không bị suy hao quá nhiều như cái dòng này. Bây giờ mình đang lượn này, mình nghe thì lại phải đúng ở góc này là nó lọt ra một tí, nhưng mà lên trên đó, lại sang ngang thì nghe lại hơi khác tí. Đấy. Tức là cái họng kèn nên nó có nhiều loại lắm. Với họng City Home thì chúng ta sẽ có loại có góc chết và loại không có góc chết. Nôm na như thế. Tức là góc mở này nó mượt này, như này gọi là mượt này, không có góc chết, và góc này là có góc chết, nó quyết một góc tại 4 điểm 4 góc. Đấy. Về củ loa, củ loa check thì nó có hai loại cơ bản. Một là củ gen xoáy. Ví dụ như con F18 này sử dụng củ gen xoáy. Hai là củ bắt ốc. Thì với tất cả các dòng đây, đa số là bắt ốc. À, bắt ốc này. Bắt ốc này, bắt ốc này, bắt ốc này. Và với củ loa đồng trục. Củ loa đồng trục mà không có kèn búp hướng. Không có kèn búp hướng, tức là không có cái kèn như này này, hay kèn như này này, hoặc là kèn búp hướng cộng thêm, thì âm lượng khi mình đo khoảng cách gần tầm 3 mét thì tiếng tép nó rất là nổi. Nhưng tại khoảng cách tầm 6 đến 8 hoặc là 12 mét trở ra thì nghe mình xem cái đáp tuyến của nó khá là flat, khá là vẳng vẳng. Nhưng khi đo ở khoảng cách gần thì là cái giải tép thường thường của nó sẽ cộng khoảng 3 dB so với giải midram và giải bass. Thường thường là thế. Với loa check, cái loa đồng trục mà nó có cái kèn búp hướng, tức là có họng kèn hỗ trợ thêm, thì mình đo khoảng cách gần và khoảng cách xa nó khá là đều với nhau, nhưng nó yêu cầu một cái phân tần nó rất là cầu kỳ cho cái loa gọi là loa đồng trục mà có họng kèn
Hồng kẽm càng to thì yêu cầu cái phân tần càng cầu kỳ. Đấy, và cái cụ tép họng kèn càng to thì cụ tép nó phải càng gánh nhiều phần bit ram vào. Đấy, nó là như thế. Thì kể qua cho các bác nhé, cái họng kèn của như cái dòng này gọi là kèn City Home, nó có góc mở cố định là 40 x 60, khoảng cách trái phải khoảng 40 độ trừ 3 dB, khoảng cách lên trên xuống dưới là 40 độ trừ 3 dB, trái phải là 60, lên trên xuống dưới là 40 tại trừ 3 dB tối đa. Với cái họng kèn này thì góc mở định tuyến trái phải là lên trên xuống dưới, về lên trên xuống dưới trước nhé, lên trên xuống dưới là 35 độ trừ 3 dB và trái phải là 75 độ trừ 3 dB. 35 thực tế có khi đạt được 40, còn đây em ước tính nó khoảng thế thôi. Đấy. Với cái họng kèn này thì góc phủ trái phải là 60 độ và lên trên xuống dưới là 40 độ. Trái phải là 60 độ trừ 3 dB, lên trên xuống dưới là 40 độ trừ 3 dB. Đấy. Với cái họng kèn này thì góc mở trái phải là 75 độ tại trừ 3 dB và lên trên xuống dưới là 40 độ trừ 3 dB. Và cách áp dụng cho các bác nếu như mà đi làm các chương trình hoặc là inside cài đặt cố định vào trong không gian nhà, chúng ta sẽ ưu tiên như sau. Ví dụ loa đặt lên trên cao thì mình sẽ tính được cái góc phủ của họng kèn này. Ví dụ này treo lên tầm 3 m đến 5 m thì nó rất là cao rồi, thì đâu đó là mình phải nghiêng cái loa này cho loa nghiêng khoảng tầm 15 đến 30 độ tùy nhé, từ 15 đến 30 độ. Đây là khuyên dùng, thì là nó sẽ giúp cái họng check kèn này nó phủ đến giữa cái điểm mình mong muốn hoặc là qua giữa được, tức là cái điểm cộng trên của cái loa kèn này, hoặc là mình lấy một cái đèn laser mình soi này, hoặc là các bác dùng iPhone để đặt lên trên đây lấy độ nghiêng. Ví dụ con này là lên trên xuống dưới được 40 độ thì mình nghiêng là khoảng tầm 25 đến 30 độ là hợp lý, thì làm cho cái góc phủ của cái họng kèn này nó rất là tốt. Ví dụ treo cái loa lên trên kia nghiêng xuống 15 đến 20 độ nó rất là tốt rồi, nó phủ gần như là hết cả cái khuôn viên sân như này. Đấy là với cái họng kèn này. Với cái họng kèn này khi các bác treo loa nằm thì lại phải xoay họng kèn cho nó dọc, mà các bác để nó đứng rồi thì cứ ưu tiên cái họng kèn dọc, bởi vì góc ngoài góc phủ trái phải nó là rộng hơn góc phủ lên trên xuống dưới. Mình sẽ ưu tiên là góc phủ trái phải rộng hơn lên trên xuống dưới. Đấy. Còn nếu như các bác nào mà không gian rất là rộng, ví dụ rộng như này này, nhưng mà chiều cao nó có hẹp nó khoảng 3 mét thôi mà không muốn âm thanh nó suy hao nó bắn lên trên trời, thì các bác xoay họng kèn sang góc phủ âm trái phải nó rộng nên trên xuống dưới nó hẹp. Đấy, thì là mình sẽ quay họng kèn làm sao nó phù hợp với không gian. Với cái họng kèn này mà treo lên khoảng tầm 3 mét thì cứ xác định là nghiêng 10 đến 15 độ, chỉ khuyên là 10 đến 15 độ, bởi vì nó còn có thêm cái, các bác và anh em nhìn này, nhìn thấy cái họng kèn này nó còn cái búp hướng của nó hơi chéo lên trên, hơi chéo xuống dưới một tí. Đấy. Thì mình làm sao mình chỉ tính theo góc phủ tối đa con này là 40 độ, nhưng mình chỉ áp dụng nghiêng tầm 10 đến 15 độ thôi. Đấy. Bởi vì kèn của nó có một cái gọi là cái định hướng, mình nhìn vào nó sâu này. Đấy, gọi là có cái góc phủ định hướng, chứ không như loại này, cái này là hơi me rộng. Đấy, con này nó hơi co móp, nó gọi là hơi nhỏ gọn hơn. Đấy, nhìn nó sâu nhọn hơn. Còn với những cái kèn này thì các bác treo lên trên cao nghiêng và góc phủ bao nhiêu thì tùy. Và cũng chia sẻ thêm với các bác như này, cái góc phủ mở mặt của các cái dòng họng kèn City Home, họng kèn như này gọi là họng kèn City Home, góc phủ mặt thì mình sẽ nhìn vào cái họng kèn. Kèn mà mình nhìn xung quanh như cái này này, nhìn xung quanh thấy luôn cả cái nõi, cái cửa exit của cái home check, là mình sẽ biết là con này góc phủ mặt rất là tốt. Đấy. Ví dụ như cái dòng này thì nó thuộc dạng là đánh suộc. Đấy. Đánh suộc nhìn xa này. Đấy. Nhìn xa này này. Đấy, thì bắt đầu nó mới vào điểm khuất của họng kèn. Đấy. Hay như cái dòng này, các bác nhìn đây, nhìn đây là thấy thẳng luôn, nhưng mà khi hương nghiêng này là mình sẽ không nhìn thấy cái điểm nõi giữa của cái họng kèn, nên là con này là nó chỉ phù hợp với góc phủ mặt.
con này là sẽ ưu tiên là đánh suộc sang. Đấy. Các bác và anh em nhé, mỗi người thì một ý thôi. Còn em thì em vừa học vừa làm, em biết đến đâu kể đến đấy. Đấy. Và các bác cũng cứ đặt ra với câu hỏi hỏi khó mà, hỏi thật là khó mà. Sau đó thì em trả lời cho các bác. Mỗi một cái họng kèn ấy thì nó sẽ được hãng ví dụ hãng này sản xuất cái loa này, họng kèn này nó phải đi cùng với một số dòng củ loa nào đấy, chứ không thể bây giờ ví dụ cái củ của loa này, củ côn của nó và vật liệu nam châm các cái nó tương tự như nhau, nhưng mà khi tháo cái củ chép của con này nắp sang cái này thì mình đo ra một thông số là một khác, mình tháo cái củ này nắp sang cái này thì đo ra một thông số là một khác. Nên là mỗi một cái họng kèn nó sẽ đi theo một cái củ loa nhất định. Anh em đừng có độ chế nhé. Nếu như loa bãi thì đừng có độ chế làm gì nhé. Đừng có độ chế làm gì, nó thay đổi cái chất âm của cái loa đi, nó làm cho cái âm thanh nó bị méo đi, nôm na bị méo đi. Hoặc là nếu người có chuyên môn, loa mà có vấn đề hay là họng kèn gãy kèn vỡ kèn, bác anh em mua về nếu như không quan tâm về chất âm thì thế nào cũng được. Còn người nào mà quan tâm chất âm, chúng ta phải kiếm một cái họng xịn và một cái họng linh kiện, mình đo làm sao cho hai cái nó tương tự nhau. Nếu như không làm được như thế thì anh em bắt buộc phải mua một cái họng tương tự như thế của hãng, hoặc là mang một cái họng như thế đi đúc khuôn và sử dụng vật liệu bằng composite, chứ không nên sử dụng bằng họng nhôm. Và trong bài tiếp theo em sẽ chia sẻ cho các bác là cái họng composite và cái họng nhôm tiếng nó như thế nào. Em đã trải nghiệm và em sợ, em thật sự em rất là sợ với cái họng nhôm mà nó trung bình rẻ. Nên là tại sao những cái dòng loa do bên em nghiên cứu đề xuất và phát triển không sử dụng họng nhôm mà toàn bộ là sử dụng bằng nhựa rẻ tiền được, hoặc là kèn composite được, chứ không sử dụng họng nhôm. Bởi vì họng nhôm nó mình làm mình đúc khuôn nó không khéo ấy, nó có các kiểu gai giếc ấy. Khi mà đo thông số lên thì nó sẽ bị dội âm vào một cái nhiệt số nào đấy, và khi đi khoảng cách xa tầm 10 đến 15 mét mình đo thì nó không chính xác đâu, nó bị sai lệch rất nhiều. Nên là cái đó là anh em cần phải đặc biệt chú ý nhé. Họng nhôm thì em không ưu tiên đâu, em chưa kiếm được họng nhôm này em ưng ý. Nếu như một số họng nhôm em ưng ý rồi thì em sẽ làm, còn không ưng ý thì em sẽ từ chối làm. Đấy là nói luôn. Còn trên đây là chia sẻ cho các bác và anh em biết là thế nào gọi là họng kèn, góc phủ họng kèn nó cơ bản như thế nào. Đấy, thông số cơ bản của cái họng kèn, tại sao họng kèn loa mỗi cái nó làm một cái hình thù nó khác nhau, làm nên nó có vẻ vì hình thức không hay là nó vì như thế nào. Đấy, thì đây cũng chia sẻ luôn nhé. Mỗi một cái loa, mỗi một hãng loa họ nghiên cứu loa, họ sẽ tính cái nhiệm vụ của cái loa nó đáp ứng không gian diện tích như thế nào, môi trường nào, indoor hay outdoor, sử dụng như thế nào, và nó có nhiệm vụ chính để phù hợp với củ loa như thế nào. Có những cái củ loa nó rất là rẻ tiền, nhưng cái con F18 này em nghiên cứu lên, em lắp lên cả họng kèn với củ loa đâu đó nó khoảng tầm 700 mấy, mà tiếng nó đánh còn hay hơn là cái củ loa độc, cái củ loa 1,2 triệu lắp vào. Đấy, nó là như thế cơ, nên là mình không thể nói hay được. Có khi củ loa rẻ tiền vào cái họng kèn này nó hay thì thành ra là mình nghe tiếng ngượng ý, nhưng khi mình lắp cái củ loa rõ ràng đắt tiền vào cái họng như thế này nhưng lại không bật lên được cái chất, mà nó không lên được cái thông số như mình mong muốn, không sướng bằng cái loại củ loa rẻ tiền. Đấy nhá, đây em chia sẻ luôn. Còn với một số họng kèn loa thì em vẫn ưu tiên là, một là họng kèn nhựa hàng xịn hoặc khá là xịn là được, hai là kèn bằng composite, không nên sử dụng họng kèn nhôm mà hàng trung bình rẻ. Hàng nhôm đúc ở Việt Nam thì em chưa thấy chỗ nào làm ưng ý em cả. Đây bản thân em nói luôn. Còn các bác mỗi người một ý nha. Có thể chia sẻ hay là ném đá thì tùy. Bởi vì mỗi người một sở thích, mỗi người một gu. Có người thì thích hình thức, có người thì thích những cái chất âm. Nên là cứ mạnh dạn chia sẻ, để lại bình luận ở dưới. Ném đá cũng được. Em đá không sao cả. Em đá mà ném theo kiểu là ném thẳng mặt thì chặn. Thế thôi. Còn ngoài ra thì em cũng có cung cấp thêm một số dòng họng kèn đặc biệt có khuôn đấy nhá. Đây là hom của cái họng quay suộc, định hướng chính xác cho âm thanh, định hướng chính xác cho âm thanh. Và trong một số clip lần sau nữa thì em sẽ chia sẻ thêm cho các bác tại sao là
sử dụng vật liệu là composite nó sẽ hay hơn là sử dụng vật liệu là nhôm, nhưng mà nhôm đúc hàng trung bình rẻ. Còn nếu mà nhôm đúc mà xịn mà đắt, cái hàng nhôm đúc mà hàng chính hãng của công ty thì em nói thật không có rẻ đâu. Hợp kim nhôm nó không có rẻ đâu, mấy họng acen bé bé con bằng cái bàn tay thôi, bằng bàn tay này thôi, như này này mà toàn 2 triệu mấy 3 triệu mấy một chiếc, chứ đừng có nói một đôi. Còn mua cái loại 700 800 hay là 900 một đôi trên thị trường thì không cỡ đâu. Sau tiếng nó ra sẽ khác rất nhiều. Ok nhé, các bác nào anh em nào xem thứ hai thì đăng ký ủng hộ kênh em, tiếp tục em sẽ cho ra một số các cái video chia sẻ kiến thức chuyên môn trong clip sắp tới. Và lời cuối cùng thì phòng thí nghiệm âm thanh Văn Lộc xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị, các bác và anh chị em.